Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều tổ chức lên án việc bắt giữ nhà báo Huy Đức, yêu cầu trả tự do cho ông. Ngày 11 tháng 6, AFP tiếng Việt loan tin, IFJ, nhà báo nổi tiếng Huy Đức bị bắt do những bài bình luận trên mạng xã hội. Theo đó, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, viết tắt IFJ, trụ sở chính tại Bỉ, ngày 11 tháng 6 đưa thông báo lên án việc Việt Nam bắt giữ nhà báo Huy Đức, tức ông Trương Huy San, và kêu gọi trả tự do ngay cho phóng viên nổi tiếng này. AFP dẫn thông cáo của IFJ nhắc lại công bố của cơ quan chức năng Việt Nam ngày 7 tháng 6 về biện pháp bắt giữ nhà báo và nhà văn Huy Đức. Biện pháp này được tiến hành một tuần trước khi các công bố chính thức. Cáo buộc đối với ông là lợi dụng các quyền tự do dân chủ liên quan đến các bình luận mang tính phê phán của ông đăng trên mạng xã hội. Theo AFP, trước khi mất dạng, ông Trương Huy San có đăng bài bình luận về tân Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, với chất vấn về vai trò của công an và lực lượng an ninh trong nền chính trị Việt Nam và những diễn biến chính trị khác tại Việt Nam mà ông Tô Lâm từng nắm giữ chức Bộ trưởng Công an suốt nhiều năm. Và đây là hình bản tin trên AFP. Đến ngày 3 tháng 6, trang Facebook cá nhân của nhà báo Huy Đức không thể truy cập được nữa. Trước đó, ngày 8 tháng 6, AFP loan tin tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi trả tự do cho nhà báo Huy Đức. Theo đó, Human Rights Watch, tức tổ chức theo dõi nhân quyền, có trụ sở tại New York, ngày 7 tháng 6 đã ra thông cáo với nội dung trên, ngay sau khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Việt Nam chính thức khẳng định đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Trương Huy San. AFP dẫn lời bà Crossman, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo. Với việc bắt giữ Huy Đức một cách sai trái, nhà cầm quyền Việt Nam đang nhắm vào một trong những nhà báo dũng cảm và nhiều ảnh hưởng nhất Việt Nam. Bà cho rằng các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần lên án việc bắt giữ Huy Đức như một đòn đánh trực diện vào quyền tự do biểu đạt và thúc đẩy để ông được trả tự do ngay lập tức. Bắt giữ một nhà báo vì ông ta viết bài phê phán chỉ thể hiện rằng chính quyền Việt Nam đang càng ngày càng rời xa dân chủ và pháp quyền. Trừng phạt Huy Đức vì ông phản đối lạm dụng quyền lực nhà nước và tham nhũng sẽ khiến những người mong đợi được chứng kiến các cải cách chính trị và kinh tế ở Việt Nam trong một tương lai gần phải quan ngại. Và đây là hình nhà báo Trương Huy San, tức Oshin Huy Đức, trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Cũng ngày 7 tháng 6, hai tổ chức là Phóng viên Không Biên Giới và Bảo vệ Ký giả cũng đã ra thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo Huy Đức, đồng thời hủy bỏ những cáo buộc đối với ông. AFP dẫn phát biểu của Giám đốc Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của ASF, Aviani nói rằng những bài viết của nhà báo độc lập Huy Đức là nguồn thông tin vô giá cho phép công chúng tiếp cận những tin tức bị chế độ Hà Nội kiểm duyệt. Chúng tôi kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo này và khôi phục lại trang Facebook của ông ta. AFP cho biết ông Trương Huy San là một cựu quân nhân sinh năm 1962. Ông từng cộng tác với nhiều tờ báo hàng đầu của Việt Nam và có những bài viết vạch trần tình trạng lạm dụng quyền hành của quan chức. Ông bị cho thôi việc năm 2009 do lời lẽ chỉ trích của ông. Sau đó, ông chuyên viết những bài về chính trị Việt Nam đăng trên blog và mạng xã hội như Facebook. Hồi năm 2012, ông cho ra đời cuốn Bên Thắng Cuộc, trình bày lịch sử chính trị Việt Nam. AFP cho biết thêm, Việt Nam xếp hạng 174 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc nhóm chốt bảng về chỉ số tự do báo chí năm 2024 của ASF và cũng là một trong những nước tệ hại nhất thế giới về giam cầm nhà báo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Nhiều tổ chức lên án việc bắt giữ nhà báo Huy Đức, yêu cầu trả tự do cho ông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư Thích Minh Đạo nói rằng sư Minh Tuệ là pháp bảo của nhà Phật. Ngày 10 tháng 6, BBC tiếng Việt cho hay sư Thích Minh Đạo trở lại sau vụ kiểm điểm, nói rõ quan điểm về sư Thích Minh Tuệ. Theo đó, sư Thích Minh Đạo vừa xuất hiện trở lại lần đầu tiên sau thông báo ẩn cư sau khi bị Giáo hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu kiểm điểm vì khen sư Thích Minh Tuệ. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, trong video mới nhất ngày 9 tháng 6 này, có thể thấy một ảnh lớn chụp sư Thích Minh Tuệ được treo trên tường ngay sau lưng sư Minh Đạo như một cách bày tỏ quan điểm của sư Đạo đối với vị sư này. BBC dẫn lời sư Minh Đạo gửi lời tri ân, biết ơn sự mến thương của các Phật tử dành cho ông. Ông nói rằng, Ai sinh ra trong đời cũng phải chịu thử thách. Hãy xem đó là bài học để giúp chúng ta trưởng thành. Nhất là bị vu oan, vu khống, bị chà đạp danh dự là thử thách lớn trong đời, cho thấy vọng tâm của mình đang ở giai đoạn nào. Nếu bình thản trước sóng gió cuộc đời, chấp nhận, lắng nghe, tịnh tâm, hóa giải, thì sóng gió đó không đủ để triệu tiêu năng lượng của mình, thì chứng tỏ đời tu của mình cũng có ý nghĩa. Thời gian cay đắng nhất cuộc đời chính là thời gian để mình hành pháp, tức là chuyển hóa. Cho nên, quý Phật tử xa gần cũng đừng lo cho sư và sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ bây giờ đang ở một nơi nào đó cũng để chuyển hóa chính mình. BBC nhắc lại ngày 17 tháng 5, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp giải quyết về phát ngôn của sư Thích Minh Đạo về sư Thích Minh Tuệ, theo thông tin trên website của giáo hội này. Và đây là hình sư Thích Minh Đạo, người cưu mang những đứa trẻ bất hạnh. Ban trị sự sau đó kết luận rằng, việc sư Thích Minh Đạo nhận xét về ông Lê Anh Tú là quyền suy nghĩ của từng cá nhân, nhưng sư Thích Minh Đạo sai ở chỗ dùng từ chưa đúng với chức năng, quyền hạn của mình, dẫn đến sự ngộ nhận từ nhiều nơi. Sau đó, BBC cũng nhắc lại ngày 27 tháng 5, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là thư kiểm điểm và xin nghỉ tham gia công việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam của sư Thích Minh Đạo. Bức thư cho biết, sư Minh Đạo muốn sám hối lần cuối và xin được tu tập trong tu viện, không tham gia việc giáo hội nữa và sẽ khép mình trong yên lặng. Theo BBC, sư Minh Đạo một lần nữa có những chia sẻ về sư Minh Tuệ mà ông nhấn mạnh là quan điểm của cá nhân ông. Ông nói rằng, ước mơ của ông là chính phủ Việt Nam ra một công văn yêu cầu người dân không được theo sư Minh Tuệ để sư được an yên bộ hành, hành đạo khắp Việt Nam, để đến đâu mang niềm vui hạnh phúc, thanh bình cho nhân loại. Nếu chính phủ không hỗ trợ cho sư Minh Tuệ, thì tội nghiệp sư Minh Tuệ và tội nghiệp cho tam đoàn là những người có duyên tu hạnh đầu đà. Vì nếu ẩn tu ở rừng sâu, thì quý sư sẽ không đủ thực phẩm để sống qua ngày và dưỡng thân tu học. Và đây là hình sư Thích Minh Tuệ đi nhận căn cước công dân. Ngủ trong rừng bị muỗi chích, gió độc thì không đủ sức khỏe để hành thuyền. Người tĩnh tâm trong gốc cây, hang đá, nghĩa địa thì phải có một sức định sâu sắc nhiều đời nhiều kiếp. Còn các huynh đệ tháp tùng thì có thể không chịu nổi. Còn nếu sư xuống thì nhiều người tiếp tục chạy theo, gây ách tắc giao thông, cản trở xã hội. Do đó, các Phật tử không thể ngưỡng mộ sư Minh Tuệ bằng cách chạy theo để chụp hình, quay phim và xin phước. Sư Minh Đạo nhận định rằng, Việt Nam xưa kia thì không biết, nhưng từ khi sư Minh Đạo ra đời và biết tu hành, thì chỉ thấy có một sư Minh Tuệ có thể tu trọn vẹn hạnh đầu đà. Sư Thích Minh Đạo cho rằng, trường hợp sư Thích Minh Tuệ là rất quý giá, cần gìn giữ như một pháp bảo của nhà Phật. Bên cạnh đó, BBC cũng cho biết, ngày 10 tháng 6, Công an Gia Lai cũng tung video trên trang Facebook có tích xanh của mình, cho thấy sư Thích Minh Tuệ đi nhận căn cước công dân. Việc sư Minh Tuệ có thật sự tự nguyện dừng cuộc bộ hành hay không, và ông đang ẩn tu ở đâu, bao giờ ông được nói lại hành trình bộ hành khất thực, tới nay vẫn là những câu hỏi chưa có lời đáp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sư Thích Minh Đạo nói rằng sư Minh Tuệ là pháp bảo của nhà Phật. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.